Thấy rồi, cho đến khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, khởi tùy niệm Phật thường không gián đoạn, đại Bồ Tát ấy dùng thiên nhĩ thanh tịnh, thường nghe chư Phật mười phương thuyết pháp, nghe rồi thọ trì, thường chẳng quên mất, vì các hữu tình như thật tuyên thuyết. Đại Bồ Tát ấy dùng trí tha tâm thanh tịnh, có thể chắc lượng đúng tâm, tâm sở pháp của chư Phật mười phương, cũng có thể biết đúng tâm, tâm sở pháp của tất cả Bồ Tát, độc giác, thanh văn, cũng có thể biết đúng tâm, tâm sở pháp của tất cả hữu tình, tùy theo căn cơ của họ mà vì họ nói chánh pháp. Đại Bồ Tát ấy dùng trí túc chú tùy niệm, biết các loại căn lành đời trước, sai khác của các hữu tình, biết rồi phương tiện thị hiện, khuyên bảo, dẫn dắt, khen ngợi, khích lệ, chúc mừng, khiến đạt được lợi ích an lạc thù thắng. Đại Bồ Tát ấy dùng trí vô lậu tùy theo căn cơ an lập hữu tình ở pháp ba thừa. Đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa, phương tiện thiện xảo, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể mau đầy đủ trí nhất thiết tướng, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân màu nhiệm, độ vô lượng chúng sanh. Này thiện hiện, như vậy Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, do tâm lực vô lậu lìa các tướng, có thể ở trong tất cả pháp vô tướng, vô giác, vô đắc, vô ảnh, vô tác, viên mãn an nhẫn ba la mật đa, cũng có thể viên mãn các công đức khác. Hết quyển thứ 376.